Hello, chị Thùy Dương xin chào tất cả các em. Vui mừng chào đón các em quay trở lại kênh của chị. Hôm nay chị hướng dẫn các em vẽ một mẫu ô tô mơ ước mới. Để không mất thời gian của các em chờ lâu thì chị đã kẻ sẵn ô như thế này rồi. Chị chia ô khoảng cách mỗi ô này cách đều nhau 2 cm các em nhé. Các em có thể dừng màn hình để các em kẻ ô. Sau khi kẻ ô xong thì các em hãy vẽ cùng chị. Nào, chúng ta bắt đầu vẽ. Ở video này chị cũng vẽ thật là chậm để các em có thể vẽ theo kịp được chị nhé. Sau khi vẽ xong thì các em có thể nhìn ra hình ô tô của chúng ta hôm nay là hình gì. Các em căn theo những ô vuông rồi các em vẽ. Chị tin là những bạn nào mà vẽ không có năng khiếu vẽ thì các bạn cũng có thể vẽ được, vì chúng ta vẽ theo hình thức chia ô như thế này thì rất là dễ để các em có thể căn được những cái đường nét nó ở ô nào. Những ô vuông chị kẻ rất là mờ, không biết các em có nhìn rõ không? Chị kẻ mờ để sau này chúng ta xóa đi thì sẽ dễ hơn. Chỗ này chị đang vẽ bánh xe ô tô nè. Các em đã hình dung ra được chiếc xe ô tô của chúng ta hình gì chưa? Chắc các em vẫn chưa hình dung ra được đúng không? Sau khi vẽ xong thì các em có thể hình dung ra được chiếc ô tô của chúng ta hình dáng là hình gì? Đây là chiếc đèn đèn phía trước của ô tô. Ở đây chị sẽ vẽ thêm một ô vuông nữa nè.
Đó, đây là hình dạng chiếc ô tô của chúng ta. Bây giờ các em có thể thêm những chi tiết phụ vào. Chi tiết chính thì chị đã vẽ xong rồi, còn chi tiết phụ thì các em có thể thêm những cái hình ảnh phụ phía sau, chẳng hạn như là những hàng cây này, những con đường này. Chị sẽ vẽ con đường nhé. Ô tô đang chạy trên con đường. Rồi, bây giờ chị sẽ tẩy hết những ô vuông này đi nhá. Để chúng ta tiếp tục vẽ những hình ảnh phụ cho nó dễ. Đó, chị đã tẩy sơ sơ qua rồi. Chị đã tẩy sơ sơ qua rồi. Bây giờ chị tiếp tục vẽ những chi tiết phụ nhá. Các em chú ý quan sát chị vẽ nhá. Bức tranh này chị vẽ rất là đơn giản thôi, không vẽ cầu kỳ và phức tạp nữa. Chị sẽ vẽ hàng cây. Phía sau chiếc ô tô là một hàng cây. Vẽ cây thì cũng đơn giản phải không các em? Chị tin là tất cả các em đều vẽ được những cái cây đơn giản như thế này. Một cây nữa nào. Bây giờ thì chị sẽ tô màu nhé. Để không mất thời gian của các em ấy thì chị không quay phần tô màu nữa. Lát nữa tô màu xong chị sẽ tiếp tục quay, bấm máy quay để các em cùng quan sát. Bây giờ chị dừng máy quay đã nhá. Sau một thời gian ngắn thì chị đã tô màu xong bức tranh của mình. Tiện đây thì chị cũng thông báo kênh chị có bán các sản phẩm màu vẽ này, giấy vẽ này, những tất cả những cái đồ dùng liên quan đến môn mỹ thuật ấy, thì các em có thể truy cập vào đường link bên dưới phần mô tả. Chị đã đặt những cái đường link ở đó, các em có thể truy cập vào đó để các em tham khảo những cái sản phẩm mà mình cần thiết dùng đến trong môn mỹ thuật nhé. Trước khi các em đặt hàng mua ấy thì chị khuyên các em là nên tham khảo ý kiến của bố mẹ, của người lớn, ông bà cha mẹ thì các em hãy đặt hàng mua. Vì cần có sự đồng ý của người lớn ấy thì chúng ta hãy mua những cái mặt hàng gì mà chúng ta cần thiết. Video của chị thì cũng đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp lại các em ở những video lần sau nhé.